Trước khi đến với những thông tin chi tiết ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnamesport, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin hot nhất xoay quanh thế giới bóng đá của Việt Nam mỗi ngày. Và bây giờ, trước khi đến với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay, đừng quên dành những lời chúc, dành những lời đầy cảm xúc của toàn thể quý vị và các bạn sau khi mọi người chứng kiến